Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới, bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Do mưa lớn trong nhiều ngày nên thảm họa nghiêm trọng, một trận mưa xối xả gây ra lở đất và làng mạc bị tàn phá ở thành phố Đô Giang Yển, khiến 31 người chết, 166 người mất tích và hàng triệu người bị ảnh hưởng. Kể từ thứ Hai, mưa xối xả ở tỉnh Tứ Xuyên đã dần tăng cường và thành phố Đô Giang Yển là nơi nghiêm trọng nhất, với lượng mưa lên tới 1.000mm, lở đất xảy ra ở nhiều nơi và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng. Tại làng San Si, thị trấn Hong Sinh, một trận lở đất đã phá hủy một ngôi làng và hàng trăm người có thể đã bị chôn vùi và mất tích. Theo thống kê hiện tại, được biết trận mưa xối xả đã khiến 31 người chết và 166 người mất tích. Nhiều tuyến đường cao tốc cũng bị sạt lở, hàng trăm hành khách bị mắc kẹt nhưng không có nước và lương thực, hơn 2.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Do bão số 6 tiến gần và đẩy vành đai áp cao dịch chuyển, cảnh báo lượng mưa lớn hiện tại ở Tứ Xuyên đang dần được dỡ bỏ. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn mất tích và hơn 200.000 người đang chờ được tái định cư. Một trận lở đất khác ở khu công nghiệp Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc cũng đã nuốt chửng ít nhất 10 hectare đất và chôn vùi 17 tòa nhà. Cho đến nay mọi người đã được giải cứu, nhưng 41 người vẫn đang mất tích. Vào tối qua, tổ chức eo biển Đài Loan xác nhận rằng hiện tại không có doanh nhân và cán bộ Đài Loan nào bị ảnh hưởng. Zhou Zixiang, phó tổng thư ký của SEF cho biết, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra có bất kỳ doanh nhân hay cán bộ Đài Loan nào bị thương, vì ở đây có nhà máy đang xây dựng dưới chân núi. Tại khu công nghiệp Liu Xi, quận Mới Quảng Ninh, Thâm Quyến, một trận lở đất bất ngờ xảy ra lúc 11 giờ 40 phút hôm nay. Toàn bộ khu công nghiệp rộng hơn 100.000m² gần như bị nuốt chửng. Một số làng nội thành lân cận cũng bị vùi lấp. Tại hiện trường đến chiều nay trời vẫn còn mưa khiến công tác tìm kiếm cứu nạn thêm khó khăn. Còn số thương vong chính xác vẫn đang được thống kê. Kính thưa quý vị và các bạn, trận mưa xối xả đã ập đến Bắc Kinh vào ngày hôm qua. Trận mưa đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi trong khu đô thị chính. Nhiều tuyến giao thông bị tắc nghẽn, nhiều sở ban ngành đã triển khai ứng phó khẩn cấp. Theo xác minh sơ bộ của phóng viên, trận mưa xối xả đã khiến ít nhất 4 người tử vong. Tính đến tối qua, 14.152 người đã được di rời khẩn cấp từ nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố. Thông tin từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Bắc Kinh cho biết rằng tính đến thời điểm hiện tại lúc 1 giờ 30 phút ngày hôm qua, tổng cộng 14.152 người đã được chuyển đến từ các quận miền núi. Kể từ khi phát cảnh báo lũ màu xanh lúc 9 giờ sáng, trụ sở phòng chống lũ lụt ở khu vực miền núi đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển nơi trú ẩn an toàn cho người dân. Huyện Phang Han đã tổ chức di chuyển an toàn 1.047 hộ gia đình và 4.125 người từ 80 ngôi làng có nguy cơ sạt lở đất ở 12 thị trấn. Huyện đã tổ chức di chuyển an toàn 1.059 người từ 56 ngôi làng có nguy hiểm ở 6 thị trấn. Thị trấn Gian ngừng đón khách du lịch và tất cả 1.300 khách du lịch đã được chuyển đến khu vực an toàn. Huyện Nen, Pinggu và Mijun đã chuyển tổng cộng 8.164 người từ 177 ngôi làng và 5.880 hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm dễ xảy ra sạt lở đất. Hạt Gian Kinh tổng cộng có 804 người đã được chuyển đến và tái định cư ở 78 ngôi làng nước ngập sâu trên 3 mét. Chiều qua, một cơn mưa xối xả ập đến thủ đô. Tính đến 19 giờ 10 phút, tại sân bay thủ đô có hơn 500 chuyến bay bị hoãn, hủy, một lượng lớn hành khách bị kẹt lại sân bay. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa dông màu xanh lam do ảnh hưởng bởi những đám mây mưa dày đặc, nên buổi chiều mưa lớn đã đổ xuống thành phố. Cư dân mạng Xinh Xinh Đâu cho biết trên Weibo rằng, tòa nhà ga sân bay không khác gì nhà ga trong mùa du lịch lễ hội mùa xuân. Cư dân mạng Xia Hoang Hu cũng cho biết trên Weibo rằng, một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt khiến tất cả các nhà hàng thức ăn nhanh tại sân bay đều kín chỗ và khó tìm. Được biết thời tiết tại sân bay thủ đô vào tối hôm qua có dông bão lớn, với tầm nhìn xa 1.700m, tính đến 19 giờ 10 phút, 265 chuyến bay nội địa xuất phát tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh đã bị hủy và 248 chuyến bị hoãn, 15 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy, 22 chuyến bay bị hoãn. Các ban ngành liên quan đang tích cực triển hôm qua, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa lớn nhất trong vòng 63 năm qua và văn phòng công an thành phố đã nhận được những lời kêu cứu từ người dân. Đồng chí Lý Phương Hồng, Giám đốc đồn cảnh sát đường Tương Dương thuộc chi cục Gian Han đã lãnh đạo cảnh sát cứu trợ tại làng Phe Tinh, nơi đang bị ngập lụt nghiêm trọng trong khu vực và giải cứu hơn 50 người bị mắc kẹt kể từ trưa. Đến khoảng 17 giờ 20 phút, khi đồng chí Lý Phương Hồng lao xuống nước lần nữa để cứu người dân, đồng chí đã bị dây điện quật rơi xuống nước và thiệt mạng. Kể từ 6 giờ tối qua, 104 học sinh tiểu học và 9 giáo viên của trường Du Cai đã bị mắc kẹt trong căn cứ của Học viện Quân sự Thanh niên Trung Quốc ở thị trấn Kinh Lo. Sau khi vụ việc xảy ra, các giáo viên và phụ huynh của trại huấn luyện Học viện Quân sự đã nhanh chóng di chuyển học sinh đến khu vực an toàn. Lực lượng quân đội, lực lượng cứu hỏa Bắc Kinh và cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành giải cứu. Qua kiểm tra,
xác minh của lực lượng cứu hộ tại chỗ, có tổng cộng 350 sinh viên và 40 cán bộ giảng viên bị mắc kẹt. Sau khi được các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy sơ tán, những người bị mắc kẹt đã được đưa vào hai điểm tập trung an toàn và những người bị mắc kẹt đã ổn định tâm lý. Do tình hình tại hiện trường phức tạp và mực nước dâng cao, chúng tôi chỉ có thể đợi thiên tai dịu bớt rồi mới sơ tán. Vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm qua, nhiều ngôi làng ở thị trấn Hang Di A An, quận Tòng đã bị gió giật mạnh. Tại Gia Xin Hoang, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một số nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một cơn lốc xoáy và gần 800 hộ gia đình trong làng bị ảnh hưởng. Hiện thời tiết cực đoan tại khu vực đã khiến ít nhất 2 người chết và 12 người bị thương. Ông Giang, một người dân ở Gia Xin Hoang, thị trấn Hang Di A An, cho biết vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm qua, nhà ông bị mất điện đột ngột. Trên mái nhà có rất nhiều tôn, gạch, cành cây, tấm thép màu đã được cuốn đi về phía tây. Một số người dân cho biết cơn lốc đen ập vào làng trong khoảng 10 phút. Anh Vương cho biết, khi gió thổi, âm thanh rất lớn. Chúng tôi trốn dưới gầm giường và gầm bàn nhưng vẫn bị mảnh kính vỡ bay vào gây thương tích. Theo Liang Yiming, thành viên chi nhánh của Ủy ban làng Gia Xin Hoang, gió mạnh đã khiến toàn bộ cư dân của khoảng 800 hộ gia đình trong làng bị ảnh hưởng và ít nhất 5 người bị thương. Được biết, ngoài Gia Xin Hoang và Giao Linh Hoang, Hege Hoang, Pha Philip, Lu Xin Hoang, Gia Guan, Xiao Guan và các làng khác trong thị trấn đều bị ảnh hưởng bởi gió mạnh. Trong đó Gia Xin Hoang là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện thiệt hại do gió giật mạnh vẫn đang được thống kê. Đêm qua, một người đàn ông bị mắc kẹt trong ô tô ở vùng nước ngập ở ngã tư Quảng Quần Môn của đại lộ Quảng Quần Môn ngoại. Sau khi được cấp cứu khẩn cấp, đến 10 giờ 30 phút người đàn ông này đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện Bắc Kinh cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo những người chứng kiến, vào khoảng 9 giờ 30 phút tối qua, nước dưới cầu Quảng Khúc Môn dâng cao nhanh chóng, chỉ trong vài chục phút đã đạt độ sâu gần 4 mét. Nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong vùng nước ngập dưới chân cầu. Khi nước dâng cao, một số ô tô nổi trên mặt nước. Sau khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ bắt đầu kiểm tra các phương tiện trong vùng nước ngập. Đến khoảng 10 giờ, lực lượng cứu hộ lấy dây thừng, phao cứu sinh bắt đầu tiến vào khu vực nước sâu dưới gầm cầu để tìm kiếm. Sau khi được lực lượng cứu hộ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe hiệu BMW nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lực lượng cứu hộ phải nhảy dù do nước sâu đến 22 giờ 29 phút. Khoảng 20 người trong lực lượng cứu hộ dùng dây thừng kéo nắp chiếc BMW trở lại đoạn đường nước nông. Sau đó lực lượng cứu hộ dùng thanh sắt đập cửa sổ và nhấc người đàn ông bên trong xe lên bờ mà xe cứu thương đã chờ sẵn, nhưng người đàn ông đã trong tình trạng hôn mê. Đến 22 giờ 34 phút, xe cứu thương rời khỏi hiện trường và di chuyển thuận lợi đến bệnh viện. Sau khi người đàn ông được đưa lên ô tô, lực lượng cứu hộ đã quay lại ô tô để tiếp tục tìm kiếm nhưng không tìm thấy người nào nữa bị mắc kẹt. Theo nhân viên cấp cứu, người đàn ông không có dấu hiệu sinh tồn khi được đưa lên xe cấp cứu và chết trên đường đến bệnh viện. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, bờ kè bị hư hại và đêm qua nước sông tràn vào ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh, khiến hơn 40 người trong một ngôi làng bị mắc kẹt. Hiện tại, các bộ phận liên quan đang phát động cứu hộ và 20 người đã được giải cứu. Vào lúc 20 giờ 51 phút ngày hôm qua, Sở Cứu hỏa Bắc Kinh nhận được tin báo rằng một bờ kè sông Dong Ha ở làng Xin Dong Buôn, cầu Dong Gia, quận Phang Han, Bắc Kinh đã bị hư hại, khiến nước sông tràn qua và hàng chục gia đình trong làng bị mắc kẹt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 3 xuồng cứu hỏa khẩn trương đến hiện trường. Văn phòng thông tin chính quyền quận Phòng Sơn cho biết, có hơn 40 người bị mắc kẹt do vỡ đê kè. Chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng cứu hộ, điều động xe nâng và các phương tiện khác đến hiện trường. Tính đến 0 giờ ngày hôm qua, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 20 người bị mắc kẹt. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Một trận mưa lớn vào sáng hôm qua đã trút xuống thành phố, đặc biệt là ở Phang Han. Từ khoảng 10 giờ hôm qua đến thời điểm hiện tại cơn mưa lớn vẫn chưa ngớt. Đoạn qua đường Vành Đai 5, do trời mưa to, tầm nhìn xa dưới 10 mét nên hai phương tiện va chạm vào đuôi 4 phương tiện khác. Sau khi ra khỏi đường cao tốc Đinh Hy, đó là đường pha dẫn đến làng Quang Lu Hoang, chạy xe gần 30 cây số, cả hành trình gần như ngập trong nước, chỗ sâu chừng 1 mét, hơn 10 ô tô bên đường không thể di chuyển tiếp do nước ngập làm chết máy. Nước sâu quá, tôi không có kinh nghiệm nên tắt máy, một tài xế nói. Ngoài ra, nước trên nền đất cao hơn một chút tương đối cạn nhưng mực nước mương bên đường đã ngang với mặt đường. Những cánh đồng hoa màu nước đã ngập cao đến ngọn cây ngô. Vào lúc 5 giờ chiều hôm qua, phóng viên đã đến thị trấn Luin, làng Na Nhan Di, thị trấn Di An, quận Phang Han. Bà Lưu, một cư dân trong làng cho biết, ở đây nước đã ngập tầng 1, nhiều ô tô trong làng đã bị nước mưa nhấn chìm. Trên đường đến thị trấn Luin, gần 100 phương tiện bị mắc kẹt. Có nhiều ngôi làng nước cao đến thắt lưng và dòng nước chảy xiết có thể cuốn trôi người đi đường. Lúc dòng nước chảy xiết nhất, một chiếc xe tải nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước. Mọi người nắm tay nhau từ từ tiến lên xe để giải cứu các em nhỏ và người già trên xe. Ngoài ra, những chiếc xe tải lớn bị mắc kẹt tại đây đã tự động xếp hàng chặn lối thoát nước của dòng sông chảy xiết, làm chậm dòng nước và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu hộ.
Vừa rồi là những thông tin chính của bản tin mới nhất của kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Tin cực kỳ khẩn cấp, ông Tập Cận Bình toát hết mồ hôi khi hôm qua hải quân của nước Anh nổi đóa cho phóng tên lửa bắn cháy 3 máy bay Trung Quốc ở Biển Đông để trả đũa chính quyền Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng của nước Anh cũng là hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày hôm qua, một tàu chiến cỡ lớn mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường đã rẽ sóng tiến vào Biển Đông để thực hiện việc tự do hàng hải, đồng thời tuần duyên tuần tra quanh vùng biển này theo lịch trình đã ký kết với cả đồng minh Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, khi nó đi qua 7 hòn đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông, thì bất ngờ bị 3 máy bay do thám J-11 và J-15 của phía Bắc Kinh bay lượn xung quanh con tàu chiến của Hải quân Anh để uy hiếp, đồng thời ra tín hiệu cảnh báo, xua đuổi con tàu chiến nói trên. Không được đi vào phạm vi 12 hải lý quanh các quần đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang cho đồn trú ở ngoài Biển Đông. Và nhận thấy điều nguy hiểm nói trên, tàu chiến của Anh đã cho bẻ lái để đi về một cảng biển ở Malaysia. Nhưng thật bất ngờ, 4 chiếc máy bay do thám nói trên của phía Trung Quốc vẫn đeo đuổi, bám theo để theo dõi, đồng thời chúng định chĩa súng bắn đạn thật lên phía tàu của Anh. Nhận thấy sự nguy hiểm đang bủa vây, một đô đốc chỉ huy của chiến hạm Anh đã quyết định cho thủy thủ đoàn phóng liên tiếp 6 quả tên lửa, thiêu rụi 3 chiếc máy bay J-11 của phía Trung Quốc. Thấy sự nổi đóa của Hải quân Anh, một chiếc máy bay J-15 còn lại của phía Bắc Kinh đã cho tháo chạy, tàu thoát mất. Thưa quý vị, ngay sau đó, hãng tin Reuters đã trích dẫn lời người phát ngôn Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết tàu khu trục cỡ lớn của chúng tôi được trang bị rất nhiều vũ khí khí tài hiện đại bậc nhất trên thế giới. Được biết, nó còn chở theo rất nhiều tên lửa tầm trung, tên lửa diệt hạm để tiến vào Biển Đông là để tuần tra tuần duyên vùng biển này theo đúng cam kết với cả đồng minh Mỹ và Nhật Bản. Chúng tôi nhận thấy rằng trong thời gian vừa qua, Biển Đông đang có những diễn biến hết sức phức tạp mà nguyên nhân chính gây ra đụng độ trên không ai khác ngoài phía Trung Quốc. Và đúng như nhận định, hải quân của chúng tôi đã tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm nói trên mà phía Trung Quốc đang gây ra với cả hải quân của Anh. Bộ trưởng Quốc phòng của Anh có vẻ rất tức giận khi ông tiếp tục nói rằng chúng tôi cảm thấy rất bất bình với phía Trung Quốc vì tàu của chúng tôi có quyền thực hiện tự do hàng hải ở ngoài Biển Đông. Chúng tôi có nghĩa vụ và sứ mệnh bảo vệ tuyến hàng hải của thế giới. Chúng tôi xin nhắc lại và nhấn mạnh rằng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới. Vậy cớ làm sao phía Trung Quốc lại có quyền đòi hỏi đem máy bay, bắn đạn thật uy hiếp, ngăn cản tàu của chúng tôi? Biển Đông có phải là của riêng Trung Quốc đâu mà họ lại bành trướng như vậy? Vì những điều vô lý và sai trái nói trên, chúng tôi đã quyết định cho phóng tên lửa bắn hạ 3 máy bay của phía Trung Quốc. Một là để cảnh báo, răn đe phía Bắc Kinh. Hai là Hải quân Hoàng gia Anh muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng chính phủ của Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bắt nạt, bành trướng, ngông cuồng, coi trời bằng vung ngay lập tức. Nếu không, Bắc Kinh sẽ phải nhận một kết cục được cho là đau thương. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, ngay sau khi tàu chiến của Anh phóng tên lửa bắn cháy 3 chiếc máy bay quân sự của chính quyền Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích phản đối gay gắt hành động gây chiến của Hải quân Anh. Và trong một tuyên bố vào ngày hôm qua, bà Hoa Xuân Oánh nói rằng chúng tôi kịch liệt phản đối hành vi gây hấn trên của phía Hải quân Anh ở Biển Đông, nhất là việc tàu chiến của Anh bắn rơi 3 chiếc máy bay không quân của Trung Quốc. Hành động trên của Anh là không thể nào chấp nhận được. Chúng tôi đang cho tiến hành điều tra và xác minh, đồng thời lên phương án sẵn sàng đáp trả hải quân của Anh một cách mạnh mẽ nhất. Chúng tôi yêu cầu Anh và các nước đồng minh thân cận của Anh như Nhật Bản và Mỹ phải tôn trọng vùng biển của Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Oánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng, lịch sử 2.000 năm về trước đã minh chứng các quần đảo lớn bé ở Biển Đông đều là của Trung Quốc. Chúng tôi quyết không để mất một tấc đất, một mét vuông biển nào cho kẻ thù. Bất kể ai, bất kể một nước nào dám đem tàu thuyền xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và phạm vi đường lưỡi bò, xâm phạm vào vùng 12 hải lý xung quanh 7 hòn đảo nhân tạo mà chúng tôi đã mất công bồi đắp ngoài Biển Đông thì đều bị bắt giữ, tịch thu, trừng phạt hoặc có thể bị đánh sập. Đó là lời phát biểu mạnh miệng của bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình. Còn tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết, trong một cuộc họp báo gấp vào chiều ngày hôm qua ở thủ đô Bắc Kinh, sau khi 3 chiếc máy bay của phía Trung Quốc bị bắn cháy ở ngoài Biển Đông do Hải quân Anh gây ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa đã lên tiếng nói với truyền thông của Bắc Kinh và truyền thông của quốc tế rằng tình hình Biển Đông hiện giờ đang có những diễn biến hết sức phức tạp.
chúng tôi yêu cầu các bên liên quan, đặc biệt là các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Australia, cũng như một số nước khác ở khu vực Đông Nam Á, hãy tôn trọng Trung Quốc, tôn trọng luật pháp của Bắc Kinh và luật pháp của quốc tế, đặc biệt là tôn trọng phạm vi đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc đã cho cắm mốc, đo đạc ở ngoài Biển Đông, được tất cả các nước trên thế giới này thừa nhận. Chúng tôi yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao của Anh cũng như Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của các nước kể trên phải nhanh chóng cho rút toàn bộ tàu sân bay USS, tàu khu trục, tàu chiến, tàu đánh cá ra khỏi vùng biển nói trên của phía Trung Quốc. Chúng tôi chính thức tuyên bố rằng hành động của tàu chiến Anh ngày hôm qua là vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền, quyền tài phán và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng tôi yêu cầu chính phủ của Anh bồi thường thiệt hại, nếu không Bắc Kinh sẽ có những biện pháp cứng rắn để đáp trả mạnh mẽ và khi đó nước Anh sẽ phải hứng chịu những đòn trả đũa mạnh tay. Thưa quý vị, theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết trong thời gian vừa qua, tàu sân bay, tàu tuần duyên, tàu khu trục, tàu trinh sát và máy bay ném bom, máy bay chiến đấu của Mỹ, của Italia, của Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã thay phiên nhau thường xuyên xuất hiện dày đặc ở ngoài Biển Đông để thách thức chủ quyền vô lý của phía Trung Quốc. Đồng thời gian đe chính quyền ông Tập Cận Bình để bảo vệ đồng minh, bảo vệ các đối tác chiến lược trong khu vực Đông Nam Á. Đúng như lời cam kết trước đây của chính phủ Mỹ cũng như các nước lớn trên thế giới là bảo vệ các nước trong khu vực bảo vệ tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất trên thế giới ở Biển Đông. Trước những mối đe dọa xâm lăng từ phía Bắc Kinh, thưa quý vị, ngay tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn thắc mắc, đặt ra câu hỏi rằng trên thế giới, Mỹ hoặc Triều Tiên đánh Trung Quốc là điều đương nhiên và khỏi bàn rồi. Nhưng sao bây giờ lại đến lượt các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha ra tay chỉnh trị Trung Quốc? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, hiện châu Âu nói chung và các nước như Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức nói riêng đang rất căm phẫn phía Trung Quốc bởi vì những nước này đang phải gánh chịu một hậu quả đau thương do con virus mang tên Vũ Hán gây ra. Con virus nói trên, nó không những làm tê liệt châu Âu mà còn hủy hoại, làm đảo lộn tất cả nhịp sống ở hầu hết các nước thuộc châu lục này. Cho nên Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Trong những ngày vừa qua, họ đã rất tức giận với phía Trung Quốc. Các nước trên liên tục chỉ trích và muốn ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết, thiệt hại do virus mang tên Vũ Hán gây ra cho châu Âu không thể nào đong đếm được bởi hiện tại châu lục này đang phải gồng mình lên để chống đỡ với cả đại dịch. Các nước như Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha cho rằng sau khi khống chế được đại dịch này, họ sẽ đồng loạt hỏi tội Trung Quốc vì ngay từ đầu họ cho rằng chính phủ của Bắc Kinh đã không ra thông báo rộng rãi cho cộng đồng thế giới biết về dịch bệnh. Chính phủ của Trung Quốc cũng đã không ra tay quyết liệt để sổng con virus mang tên Vũ Hán đi ra ngoài thế giới. Để bây giờ, nó mang ra rất nhiều đau thương cho nhân loại. Tính tới thời điểm hiện tại, trên thế giới đã có tổng cộng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có người nhiễm con virus của Trung Quốc. Một sự thật hết sức đau lòng. Người ta chỉ tưởng tượng trong phim truyện. Ở trong những cuốn phim hủy diệt trước đây, người ta xem, chứ thực tế thì người ta không bao giờ tưởng tượng được ra nó sẽ có một ngày như hôm nay. Một con virus, một tác hại vô hình đã gây ra rất nhiều đau thương trên thế giới này cho những tháng vừa qua. Và hầu như rất nhiều ý kiến cũng như các nước trên thế giới ủng hộ Mỹ, ủng hộ các nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc sau đại dịch này sẽ ra tay trừ khử Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh. Bởi vì chỉ có như vậy mới đem lại bình yên cho thế giới. Tin rúng động toàn thế giới, hôm qua ông Tập Cận Bình khóc hết nước mắt khi Mỹ tuyên bố sẽ dội bom đánh sập giàn khoan của Trung Quốc ở Biển Đông để trả đũa Bắc Kinh. Thưa quý vị, truyền thông của Mỹ cho biết trước bối cảnh mà phía Trung Quốc liên tục điều tàu thuyền, giàn quân, tàu khảo sát, tàu chiến mang theo vòi rồng và vũ khí hạng nặng tiến ra ngoài Biển Đông để tuyên bố chủ quyền trái phép, hòng thực hiện các mưu đồ khai thác dầu khí bất hợp pháp. Hôm qua, trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ điều máy bay B-52 dội bom đánh sập các giàn khoan của Trung Quốc ở Biển Đông. Mục đích là để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh vì tội dám bắt nạt các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tổng thống Biden còn tuyên bố tiếp, Trung Quốc là mối nguy hiểm cho thế giới nên cần phải trừng trị, loại bỏ. Ông cho rằng Hoa Kỳ ngoài bắt giữ, tịch thu tàu thuyền, giàn khoan hoặc có thể đánh chìm, đánh sập để trị tội hung hăng, bành trướng của phía Trung Quốc.
Tổng thống Biden còn cảnh cáo phía Trung Quốc, Bắc Kinh còn nhận được kết cục đau thương nếu nhóm đặc trách chống COVID của Nhà Trắng điều tra phát hiện ra con virus mang tên là Vũ Hán lây lan ra ngoài thế giới là do chính sách sai lầm của phía chính phủ Trung Quốc hay là do cố ý. Tất cả những việc trên đều bị trừng phạt. Được biết, chính phủ Mỹ đang nghi vấn virus nói trên được phía Trung Quốc phát tán tại một phòng thí nghiệm virus sinh học ở thành phố Vũ Hán. Tổng thống Mỹ ông Biden nói rằng hiện các cơ quan chức năng của Washington đang tiến hành điều tra và nếu phát hiện ra đúng phía Trung Quốc là nguyên nhân phát tán ra con virus nói trên thì Mỹ và các nước trên thế giới sẵn sàng san phẳng Trung Quốc để trừng trị Bắc Kinh. Thưa quý vị, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố chắc nịch là sẽ đem máy bay B-52 xuất kích rồi bom đánh sập giàn khoan của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, thì ngay sau đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích gay gắt phía Trung Quốc khi cho rằng chính phủ của Bắc Kinh đã lừa dối toàn thế giới, lợi dụng thế giới đang tập trung chống dịch. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho quân đội, hải quân, không quân liên tục đem tàu thuyền ra gây rối, bắt nạt, uy hiếp các nước ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Mỹ còn tỏ ra quan ngại sâu sắc tới những báo cáo về những hoạt động khiêu khích của Bắc Kinh trong các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi tại các vùng biển mà Trung Quốc nói rằng đang có tranh chấp với cả các nước láng giềng xung quanh mình. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc cho biết, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden lên tiếng sẽ trừng trị Trung Quốc ở ngoài Biển Đông vì tội cố tỏ ra ngông cuồng, các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất là run sợ. Trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, một quan chức giấu tên thuộc chính phủ của Trung Quốc cho rằng không đồng ý cho các cơ quan chức năng của Mỹ kiểm tra phòng thí nghiệm virus sinh học của Bắc Kinh ở thành phố Vũ Hán. Trung Quốc cũng kịch liệt lên án Mỹ nhúng tay vào các vấn đề ở Biển Đông bởi vì chính quyền của ông Tập lý giải rằng Biển Đông là vùng biển chung của Trung Quốc với cả khối ASEAN. Vì thế, nếu có xung đột hay tranh chấp thì chính phủ của Trung Quốc và nước ASEAN sẽ tự thỏa thuận bàn bạc thương lượng làm sao có lợi cho hai phía và giữ được an ninh an toàn cho khu vực. Đề nghị phía Hoa Kỳ không được nhúng tay vào, nếu không Trung Quốc sẽ có những màn đáp trả tương xứng. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Trump Pacific của Mỹ, trang này chuyên theo dõi đường đi và các hoạt động của tàu thuyền, cũng như giàn khoan trên Biển Đông trên vệ tinh cho biết, vào ngày hôm kia một số con tàu hải cảnh và tàu khảo sát phía Trung Quốc đã truy đuổi, gây hấn, đâm húc vào một tàu thăm dò do công ty dầu khí nhà nước Petronas của Malaysia đang vận hành trong vùng biển, vùng lãnh hải của nước này. Vụ việc này đã được cơ quan chức năng cũng như chính phủ của Malaysia kịch liệt lên án phía Trung Quốc. Trang tin của Mỹ còn cho biết thêm, 5 tàu dân phòng biển và 2 tàu chiến mang theo rất nhiều vòi rồng và vũ khí hạng nặng của phía Trung Quốc cũng đã đâm húc một tàu đánh cá của ngư dân Indonesia khi tàu đánh cá này đang đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển thuộc lãnh hải của Jakarta. Nơi này thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ căng thẳng nảy lửa giữa hải quân của Trung Quốc với hải quân của Indonesia. Vì phía Trung Quốc đang muốn xâm chiếm hòn đảo Natuna nói trên về tay Bắc Kinh. Các nhà quan sát của Malaysia cho biết đây không phải là lần đầu tiên tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Indonesia. Trong vòng một năm trở lại đây, tàu hải cảnh của phía Bắc Kinh đã 3 lần đâm chìm tàu cá của Indonesia và mỗi lần như vậy phía Trung Quốc đều lên tiếng nói rằng tàu đánh cá của Indonesia có những va chạm trước. Được biết, vào đầu năm 2020, khi mà dịch bệnh COVID-19 mới chớm tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đã điều một nhóm tàu cùng giàn khoan xâm phạm vào quần đảo Natuna của Indonesia. Sau đó đã bị không quân, hải quân, quân đội của Jakarta đánh đuổi và chỉ mất 2 tuần, nhóm tàu của phía Trung Quốc đã phải cho tháo chạy ra khỏi vùng biển của Jakarta, Indonesia. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết hiện tại, một trong những tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất của Mỹ cũng là tập đoàn lớn nhất trên thế giới đang hợp tác khai thác dầu khí làm ăn với cả Indonesia và Malaysia tại những vùng biển nói trên, đang rất lo lắng những hoạt động gây hấn gây căng thẳng gần đây mà phía Bắc Kinh gây ra trên Biển Đông. Đây chính là nguyên nhân và lý do vì sao mà chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden quyết định điều máy bay B-52 ném bom đánh sập một giàn khoan của phía Trung Quốc ở Biển Đông để cảnh cáo Bắc Kinh. Hiện tại thì Bắc Kinh đang rất lo sợ và váng khi nghe tin này. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tình hình hiện tại ở Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi những ngày vừa qua, những hành động ăn hiếp của phía Trung Quốc liên tục được lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài mà chưa được trừng trị tận gốc. Cho nên, việc chính phủ của Mỹ quyết định ra tay trừng trị Trung Quốc trừ khử Bắc Kinh là hoàn toàn chính xác. Hành động kiên quyết và cứng rắn trên đã được nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới hoan nghênh ủng hộ. Bởi vì chỉ có như vậy, phía Trung Quốc
họ mới sợ, và chỉ có như vậy Biển Đông mới được bình yên, và chỉ có hiện tại Mỹ mới ra tay chỉnh trị được Trung Quốc. Còn các nước khác thì đang bận rộn trong chiến dịch dập dịch Covid cũng như chưa đủ khả năng để đánh bại Trung Quốc. Có một cái tin rất mới và rất nhiều người quan tâm ở Biển Đông đều muốn biết, đó là tờ báo The Star của Malaysia hôm qua đã trích dẫn nguồn tin an ninh biển của nước này cho biết một nhóm tàu hải cảnh và tàu khảo sát địa chất hải dương 10 của phía Trung Quốc đang đeo bám và lởn vởn tại vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia sau khi mà nước này đã ra những cảnh báo. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn phớt lờ và vẫn cho tàu thuyền ngang ngược hoạt động tại vùng biển, xâm phạm nghiêm trọng vào lãnh hải của Malaysia. Chính phủ của Malaysia đề nghị các nước trong khu vực phải hết sức cảnh giác với cả phía Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực cũng như là các nước trên thế giới như Mỹ hay Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Nhật, Đức, Tây Ban Nha phải thường xuyên cho tàu tuần duyên, tàu tuần tra tại vùng biển của mình, cũng như vùng biển trên toàn thế giới. Bởi vì phía chính quyền của ông Tập Cận Bình đang tỏ ra rất manh động và nguy hiểm trên Biển Đông. Theo các nhà quan sát cho biết, trước đó khoảng một tuần, nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của phía Trung Quốc đi theo hộ tống của nó là một nhóm tàu hải cảnh, tàu dân quân, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá ngụy trang mang theo vũ khí hạng nặng đã đi vào vùng biển ngoài khơi của Việt Nam. Hành vi trên của phía Trung Quốc ngay lập tức đã bị Bộ Ngoại giao của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng, cảnh cáo cũng như đề nghị phía Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như tuân thủ Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, đề nghị Trung Quốc cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi vùng lãnh hải của Việt Nam ở ngoài Biển Đông. Hành vi trên của phía Trung Quốc cũng nhận được sự chỉ trích kịch liệt của cộng đồng trên toàn thế giới, đặc biệt là Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của các nước, trong đó có Mỹ. Như vậy, chỉ sau một tuần, khi mà nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của Trung Quốc tiến vào vùng biển ngoài khơi của Việt Nam, thì ngày hôm qua, nhóm tàu của Trung Quốc nói trên đã xâm phạm nghiêm trọng vào vùng đặc quyền kinh tế và vùng lãnh hải của Malaysia và Indonesia. Điều tồi tệ và đáng lên án hơn đó là nhóm tàu của phía Bắc Kinh không chỉ xâm phạm vào lãnh hải mà chúng còn le ve lởn vởn đâm húc tàu đánh cá cũng như là tàu khảo sát của các nước nói trên. Theo tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết, hiện tại nước này đang căng mình chống chọi lại với cả dịch bệnh Covid bởi vì nó đang lây lan hết sức phức tạp tại đất nước Indonesia. Tuy nhiên, chính phủ của Jakarta cũng đã điều quân đội, hải quân không quân của nước này điều rất nhiều tàu ra ngoài biển để ngăn chặn nhóm tàu của phía Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Widodo của Indonesia lên tiếng nói rằng kịch liệt phản đối nhóm tàu của phía Trung Quốc khi ngang nhiên xâm phạm nghiêm trọng vào vùng lãnh hải của Jakarta, đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho toàn bộ tàu thuyền nói trên rút khỏi vùng biển của Jakarta, nếu không Indonesia sẽ ra tay trừng trị. Hiện tại thì một số công ty dầu khí của Indonesia đang bắt tay hợp tác khai thác dầu khí với tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ tại hòn đảo Natuna mà phía Trung Quốc đang muốn nhòm ngó để xâm chiếm tới. Vì thế, trong thời gian tới, những cuộc đụng độ nảy lửa chắc chắn sẽ xảy ra. Tờ báo Jakarta của Indonesia trích dẫn một vị quan chức trong Bộ Quốc phòng của Indonesia cho biết hiện tại quân đội của nước này đang phối kết hợp với hải quân, không quân của Hoa Kỳ để chống lại phía Trung Quốc. Và nếu như phía Trung Quốc còn ngang ngược trên Biển Đông thì Indonesia sẽ điều máy bay F-35 mua từ Mỹ ném bom hoặc có thể bắn tên lửa sập giàn khoan của phía Trung Quốc ở Biển Đông. Tin chấn động ở Biển Đông, trời diệt Trung Quốc thật rồi. Khi hôm qua, Liên minh ba nước Mỹ, Nga và Triều Tiên đồng loạt tấn công phá nát một đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình khóc như mưa rào. Thưa quý vị, theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết hôm qua là một ngày cực kỳ đen tối đối với Trung Quốc, nhưng lại là một ngày nhiều tin vui cho Việt Nam, cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á, khi Liên minh ba nước lớn nhất trên thế giới đó chính là Mỹ, Nga và Triều Tiên hợp sức với nhau, dội bom phóng tên lửa, phá nát một trong 7 quần đảo nhân tạo lớn nhất của phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông. Nhiều ý kiến cho rằng trời đang phạt Trung Quốc, nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật đang đổ lên đầu chính quyền của ông Tập Cận Bình. Vì trong thời gian vừa qua, chính quyền của ông ta đã gây ra quá nhiều tội ác cho nhân loại. Thưa quý vị, theo thông tin từ tờ báo của Mỹ miêu tả rất chi tiết như sau. Vào lúc 19h30 phút tối ngày hôm qua, khi bầu trời bắt đầu chuyển từ sáng sang tối, ngoài Biển Đông đang có những cơn mưa nặng hạt làm cho nhạt nhòa cả một vùng trời và một vùng biển, thì bất ngờ chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cùng hai nhà đồng cấp Tổng thống Nga ông Putin và nhà lãnh đạo tối cao tài ba ông Kim Jong-un của Triều Tiên đã phát động một cuộc công kích dữ dội nhằm vào các
đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông. Mục đích Mỹ, Nga và Triều Tiên muốn phá nát một trong số 7 hòn đảo nhân tạo lớn mạnh nhất của Trung Quốc đang cho đồn trú các căn cứ quân sự của Bắc Kinh trên những hòn đảo này. Và trong cuộc công kích chớp nhoáng ngày hôm qua, hãng CNN của Mỹ cho biết ba nước Mỹ, Nga và Triều Tiên đã điều rất nhiều vũ khí hủy diệt cấp độ của thế giới, đem đến Biển Đông để tiêu diệt phía Trung Quốc. Được biết, chính quyền Tổng thống Biden đã trực tiếp lệnh cho cánh tay phải của mình là ông Lloyd Austin đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho ba lực lượng không quân, hải quân, quân đội của Hoa Kỳ điều 6 tàu sân bay lớn nhất thế giới đi theo hộ tống là 5 máy bay tàng hình F-35 và 3 máy bay ném bom B-52 cùng một dàn tàu khu trục với 3.000 lính thủy chiến. Còn quân đội của Tổng thống Nga ông Putin cũng điều một lực lượng hùng hậu không thua kém gì lực lượng của Mỹ. Quân đội của Nga cho điều 3 tàu ngầm lớp Kilo chạy bằng năng lượng hạt nhân có gắn ngư lôi thủy chiến. Các quả ngư lôi trên tàu ngầm của Moscow có thể bắn vỡ, bắn sập hai tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh của phía Trung Quốc. Những quả ngư lôi trên tàu ngầm hạt nhân của Nga sẽ san phẳng các đảo nhân tạo của phía Bắc Kinh. Ngoài ra, quân đội của Tổng thống Nga ông Putin còn điều gấp 3 con tàu chiến mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường để áp sát 3 hướng đảo nhân tạo của phía Bắc Kinh. Sau cùng là sự kết hợp của quân đội của Bắc Triều Tiên. Được biết, nhà lãnh đạo tuổi trẻ tài cao và rất máu chiến ông Kim Jong-un đã không trực tiếp chỉ đạo cuộc tấn công ngày hôm qua, mà ông Kim đã ủy quyền cho cô em gái là bà Kim Yo-yong, một trong những nữ tướng hàng đầu của quân đội Bắc Triều Tiên. Và đích thân bà Kim Yo-yong đã phát động cho quân đội của Bình Nhưỡng mang theo 31 quả tên lửa hành trình có gắn đầu đạn hạt nhân. Được biết, nếu 30 quả tên lửa này mà cùng phóng một lúc thì 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông sẽ tan thành xác pháo, sẽ biến thành tro bụi, tất cả sẽ trở về hư không và sẽ bị xóa sổ hoàn toàn trên bản đồ của thế giới. Khi đó, trên Biển Đông sẽ không còn xuất hiện 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, tờ báo CNN của Mỹ còn cho biết, sau 1 giờ 30 phút chuẩn bị và tấn công với một lực lượng hùng hậu bậc nhất trên thế giới, với một đội quân không có một thế lực nào có thể ngăn cản bởi sự kết hợp liên minh ba nước có nền an ninh quốc phòng quân sự hàng đầu trên thế giới đã nhanh chóng săn phẳng một đảo nhân tạo của Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông. Cùng ngày, hãng tin BBC News cũng đã đưa tin nói rằng quân đội của Mỹ, Nga và Triều Tiên chỉ mất chưa đầy 9 phút, chính xác là 8 phút 50 giây. Các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc đã mất hút trên Biển Đông, nơi đây chỉ còn là tro tàn và nước biển. Ngay từ đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao Liên minh Mỹ, Nga, Triều Tiên lại chỉ cho phá nát một quần đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, trong khi đó phía Bắc Kinh đã có 7 hòn đảo nhân tạo đang án ngữ ở ngoài Biển Đông. Thì xin thưa với quý vị rằng, trong một bài phát biểu mới đây tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin đã lên tiếng nói rằng Mỹ, Nga và Triều Tiên chỉ muốn đánh một hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc bởi vì ở thời điểm hiện tại, Mỹ và Nga đang chịu áp lực rất nhiều bởi con virus Vũ Hán. Hiện tình hình nội bộ ở Mỹ và Nga đang có những người nhiễm và số ca tử vong cao nhất trên thế giới. Hiện Mỹ đã đạt con số trên 1.500.000 người bị nhiễm và hơn 100.000 người đã tử vong, còn nước Nga đang xếp thứ hai chỉ sau Mỹ. Đây chính là lý do vì sao Mỹ, Nga không cho san phẳng tất cả 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc mà chỉ cảnh cáo phía Trung Quốc một hòn đảo mà thôi. Trong thời gian tới, ông Lloyd Austin nói rằng nếu đại dịch COVID được khống chế tại Mỹ và Nga thì hai cường quốc số 1, số 2 về nền an ninh quốc phòng cũng như vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất trên thế giới sẽ quay trở lại Biển Đông để săn phẳng 6 hòn đảo còn lại của phía Bắc Kinh, trả lại bình yên cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, theo hãng BBC News, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, hiện cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh đang khóc như mưa rào khi nghe tin một hòn đảo nhân tạo đã bị liên minh ba nước Nga, Mỹ và Triều Tiên san phẳng. Bắc Kinh cho rằng ba nước trên làm như vậy là không thể nào chấp nhận và không thể nào dung tha. Chính quyền của ông Tập Cận Bình nói rằng hành động nguy hiểm trên chính là đổ dầu vào lửa và có thể nó dẫn tới một cuộc chiến tranh trên Biển Đông. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết một mình Nga hoặc Triều Tiên hay Mỹ cũng sẽ đánh tan phía Trung Quốc, chứ đừng nói tới việc ba nước trên hợp sức lại, liên minh lại, cùng đánh Bắc Kinh một thể. Vì thế, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị thất thủ và sẽ bị thất bại thảm hại cho mà coi. Thưa quý vị, sau khi Mỹ, Nga và Triều Tiên đồng loạt dội bom và phóng tên lửa phá nát một thực thể nhân tạo ở ngoài Biển Đông, tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc đã trích dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua là bà Hoa Xuân Oánh, đồng thời có cả ông Cảnh Sảng.
hai ông bà này đã trực tiếp nói với truyền thông của Trung Quốc cũng như truyền thông của quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh rằng yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden, yêu cầu chính quyền Tổng thống Nga ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong Un hãy hết sức bình tĩnh và kiềm chế, yêu cầu ba nước trên phải tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Ba nước trên cần tôn trọng luật pháp của Bắc Kinh nữa, nếu không Trung Quốc sẽ ra tay san phẳng cả ba nước cùng một lúc. Trong một bài phát biểu, bà Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc là một nước yêu chuộng hòa bình nhất trên thế giới. Trung Quốc chưa bao giờ đi gây hấn hay đi gây gổ với một nước nào cả. Bắc Kinh đang cho xây dựng bồi đắp những thực thể nhân tạo là nằm trong phạm vi đường lưỡi bò. Đường lưỡi bò này đã được cả thế giới, trong đó có Liên Hợp Quốc công nhận, đề nghị Mỹ, Nga và Triều Tiên hãy bồi thường thích đáng cho việc đã phá hủy một đảo nhân tạo của Bắc Kinh. Tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc còn cho biết hiện nay Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Bắc Kinh đang có chuyến công tác chu du ở đất nước Campuchia, nhưng ông cũng đã kịp lên sóng truyền thanh và phát biểu ở thủ đô Phnom Penh ra rằng nếu như Mỹ, Nga và Triều Tiên không cho rút toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ, lãnh hải và vùng độc quyền kinh tế, nhất là phạm vi đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông, thì không quân, hải quân, quân đội và lực lượng bảo vệ của Trung Quốc sẽ ra tay trừ khử cả ba nước cùng một lúc. Thưa quý vị, được biết sau khi phá nát một quần đảo nhân tạo của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ Lloyd Austin, được cho là cánh tay phải của Tổng thống Joe Biden, đã có một bài phát biểu cứng rắn tại Nhà Trắng. Ông Lloyd Austin nói rằng Trung Quốc là mối nguy hiểm cho toàn thế giới, Trung Quốc đáng bị trừng phạt và các đảo nhân tạo của phía Bắc Kinh đáng bị san phẳng. Ông Lloyd Austin nhấn mạnh lẽ ra Mỹ đã ra tay săn phẳng những cái đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở Biển Đông từ lâu rồi, nhưng do đại dịch Covid cho nên Mỹ đành phải gác lại. Ông nói rằng trong thời gian tới, nếu đại dịch Covid được khống chế thì Mỹ sẽ ra tay săn phẳng toàn bộ số đảo còn lại của Trung Quốc để trở lại bình diện cho thế giới. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hôm qua là một ngày cực kỳ đen tối và đau thương cho phía Trung Quốc, nhưng lại là một ngày rất vui mừng cho tất cả các nước trong khu vực khối ASEAN, cũng như ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bởi vì những hòn đảo của phía Trung Quốc là tai ương nghiệp chướng của Biển Đông, nó cần bị săn phẳng và xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới, bởi vì những hòn đảo này được phía Trung Quốc bồi đắp xây dựng hoàn toàn trái phép nhằm mục đích thôn tính Biển Đông. Chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho đặt các căn cứ quân sự cũng như lắp đặt radar phòng thủ tên lửa, xây dựng sân bay, bến cảng ở 7 hòn đảo nhân tạo phi pháp để hòng khống chế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thôn tính của phía Trung Quốc là muốn chiếm đóng Biển Đông trước khi chiếm đóng Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải để trở thành ngôi vương số 1 trên thế giới, vượt qua Mỹ và Nga cùng Nhật Bản. Đó là một trong những lý do vì sao mà trong thời gian vừa qua, Trung Quốc liên tục bành trướng gây sức ép dùng vũ lực chiếm đóng các thực thể ngoài Biển Đông cho bằng được. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới Biển Đông khi hôm qua, tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết Indonesia đã xác nhận gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Yêu sách vô lý đó là gì? Đó là chính sách đường lưỡi bò hay còn gọi là con đường chín đoạn và yêu sách tứ xa của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Indonesia đã xác nhận nước này đã chính thức gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối bác bỏ các yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Indonesia đã thông qua đại diện thường trực của nước này tại New York gửi công hàm ngoại giao cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và các quan chức liên quan tới vấn đề hàng hải ở Biển Đông, tái khẳng định lập trường của Indonesia cùng một số nước ở khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Myanmar và Philippines về việc Trung Quốc liên tục gây những tổn thương cho Biển Đông cũng như vùng biển của các nước trong khu vực. Indonesia xác nhận bản đồ đường chín đoạn hay còn gọi là bản đồ đường lưỡi bò, hàm ý các yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc tại vùng biển này không có cơ sở pháp lý quốc tế và điều này có một ý nghĩa là đã vi phạm công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Là một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc từ năm 1982, Indonesia luôn kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm cả công ước về luật biển. Chính quyền tổng thống của Indonesia tuyên bố chính phủ của nước này sẽ không ủng hộ các yêu sách trái phép cũng như là trái với luật pháp quốc tế mà phía Trung Quốc gây ra cho Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua. Bình luận về các vấn đề trên, truyền thông của Jakarta, Indonesia cũng như truyền thông của thế giới, Indonesia cho rằng Biển Đông có một vị trí địa chính trị cực kỳ thuận lợi cho các nước trong khu vực, nhưng phía Trung Quốc liên tục dùng vũ lực để xâm chiếm. Nơi đây có nhiều tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất trên thế giới. Khu vực này cũng là nơi có những trữ lượng tài nguyên thiên nhiên và dầu mỏ phong phú bậc nhất trên hành tinh. Vì vậy mà phía Trung Quốc luôn khát khao nhòm ngó tới, đề nghị Liên Hợp Quốc cũng như các nước lớn trên thế giới hãy ra tay trừng trị Trung Quốc để cho Bắc Kinh không được lộng hành ở ngoài Biển Đông, trả lại bình yên cho Biển Đông cũng như bình yên tại vùng biển một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn mà phía Trung Quốc tự vẽ ra và từ thừa nhận. Tính tới thời điểm hiện tại, không có một ai, không có một quốc gia nào trên thế giới thừa nhận cũng như là công nhận con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc, chỉ có phía Trung Quốc tự vẽ ra vào, tự thừa nhận mà thôi. Bình luận về các vấn đề trên, truyền thông của Indonesia cho rằng các nước cần liên minh và bắt chặt tay nhau để đẩy lùi những mối nguy hiểm đến từ phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, việc chính quyền Tổng thống Widodo của Indonesia gửi công hàm phản đối những yêu sách vô lý của Trung Quốc tại Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang leo thang, đặc biệt là quan hệ căng thẳng đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc với Ấn Độ, Trung Quốc với Triều Tiên và Trung Quốc với Nga đang hết sức phức tạp. Điều này đẩy Trung Quốc ra một thế cô lập. Trung Quốc đang trở nên cô lập, nay lại còn cô đơn hơn khi mà Trung Quốc bị đẩy sang một bên, còn các nước trên thế giới thì liên tục bắt chặt tay nhau, liên minh với nhau để phản đối những yêu sách vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, chắc chắn trong thời gian tới, Biển Đông sẽ còn tiếp tục dậy sóng. Tin cực nóng rạng sáng nay, bất ngờ hải quân của Mỹ bắt tàu chở dầu của phía Trung Quốc ở Biển Đông ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, bắt giữ hàng ngàn tấn dầu thô và 100 thủy thủ đoàn, khiến cho chính phủ của Bắc Kinh đang sôi sùng sục. Thưa quý vị, theo một thông tin được đăng tải trên tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, hôm qua đã xảy ra một cuộc đụng độ nảy lửa giữa hải quân của Mỹ và hải quân phía Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía Bắc Kinh gây ra. Khi một tàu chở dầu cỡ lớn của Trung Quốc đã ngang nhiên xông vào một bể chứa dầu lớn của tập đoàn Mỹ để đánh cắp 1.500 thùng dầu thô và 20 triệu mét khối dầu tinh chế, khiến cho chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden vô cùng tức giận. Chi tiết cuộc đột kích lấy trộm dầu được tờ báo của Mỹ đăng tải chi tiết như sau. Vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm qua, khi màn đêm bao phủ toàn bộ Biển Đông, mọi lực lượng khai thác dầu khí của tập đoàn đang chìm trong giấc ngủ, thì một tàu chở dầu cỡ lớn của phía Trung Quốc mang nhãn hiệu TQ-338 đi theo đằng sau bảo vệ là 3 con tàu chiến mang theo rất nhiều súng ống, đạn dược cũng như vòi rồng, cùng 2 máy bay J-35. Đội hình trên đã ập vào một bể dầu khí lớn của Mỹ để đánh trộm rất nhiều thùng dầu có giá trị lớn, nhưng rất không may cho phía Bắc Kinh khi còi báo động của Mỹ vang lên trong màn đêm đã thức tỉnh đội bảo vệ bờ biển cũng như là giàn khoan của Hải quân Mỹ trên Biển Đông. Lập tức hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã được lệnh xuất kích bao vây bắt giữ gấp con tàu chở dầu trên của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, cuộc truy bắt con tàu chở dầu phía Trung Quốc rạng sáng ngày hôm nay đã được một vị chỉ huy mang tên Đô đốc Davison, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cho chúng tôi biết như sau. Sau 2 giờ truy đuổi tăng tốc gấp ở ngoài khơi Biển Đông, trong một khung cảnh mà thời tiết mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, sóng to gió lớn, chúng tôi đã đuổi kịp được con tàu chở dầu của Bắc Kinh và cho dàn trận bao vây. Tuy vậy, hải quân của chúng tôi đã bị hải quân phía Trung Quốc đáp trả một cách đầy quyết liệt. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Chỉ sau khi chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ quyết định cho thủy thủ đoàn nổ súng và phóng một quả tên lửa để uy hiếp, thì nhóm tàu hậu vệ của phía Bắc Kinh mới cho chạy tán loạn để thoát thân. Chúng tôi đã bắt sống được nhóm thủy thủ đoàn cũng như là tàu chở dầu cỡ lớn của phía Trung Quốc để tra hỏi. Được biết, hiện phía chính quyền của Bắc Kinh đang hết sức sôi sùng sục khi nghe tin này. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh và ông Vương Nghị cho rằng tàu chở dầu của phía Trung Quốc không hề sai. Ông Vương Nghị và bà Hoa Xuân Oánh phía Trung Quốc đổ lỗi hoàn toàn là do phía Hoa Kỳ gây ra khi nói rằng việc khai thác dầu khí trong vùng lãnh thổ đường lưỡi bò của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ là hoàn toàn sai trái. Vì vậy, toàn bộ số dầu trên là của Trung Quốc. Đây là Bắc Kinh chỉ ra đòi lại chứ không phải là đi lấy trộm. Cho nên tờ báo của Mỹ đăng tải tin tức tàu chở dầu của Trung Quốc lấy cắp dầu của Mỹ là hoàn toàn sai trái. Chúng tôi kịch liệt lên án hành động của Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng hành động trên là gây ra nguy hiểm cho con đường lưỡi bò của Bắc Kinh và kêu gọi Hoa Kỳ hãy ngừng ngay những hành động khai thác dầu khí trái phép trong vùng đặc quyền EEZ của vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Nếu không, Bắc Kinh sẽ đáp trả một cách đầy mạnh mẽ. Thưa quý vị, hiện Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đang liên tục gửi những cái công hàm đến Liên Hợp Quốc để nói rằng Mỹ đã gây ra tổn hại nguy hiểm đến Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua. Trong khi các nhà quan sát cho rằng chính Trung Quốc mới là nguyên nhân gây ra những đụng độ căng thẳng, những đụng độ nảy lửa ở Biển Đông trong thời gian vừa qua.
Được biết, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đang liên lạc với cả hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ để đưa ra những phương án giải quyết thích hợp. Theo một nguồn tin tiết lộ cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden hết sức tức giận và nói rằng sẽ bắt giữ toàn bộ tàu dầu của phía Trung Quốc cùng thủy thủ đoàn để xét xử theo đúng luật pháp quốc tế, cũng như gửi một thông điệp cứng rắn từ chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc không nên làm loạn ở ngoài Biển Đông, cũng như không điều tàu dầu ra để lấy trộm những cái mỏ dầu và thùng dầu của các tập đoàn khai thác dầu khí nước ngoài, nếu không Hoa Kỳ sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc. Thưa quý vị, theo những nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, Trung Quốc không chỉ đi gây hấn bất nạt ở vùng biển Hoa Đông, vùng biển Hoàng Hải hay eo biển Đài Loan, họ còn cho tàu đi lấy trộm dầu của các tập đoàn như của Ấn Độ. Thông tin này đã được một tờ báo của thủ đô Ấn Độ, tờ báo New Delhi cho biết, cách đây khoảng tầm 6 ngày, một nhóm tàu tác chiến cùng tàu chở dầu khác của Bắc Kinh đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của công ty dầu khí Ấn Độ ở vùng biển Natuna của Indonesia để lấy trộm những thùng dầu lớn của tập đoàn này. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã bị đánh cho lên bờ xuống ruộng khi Hải quân của Ấn Độ kết hợp với cảnh sát lực lượng bảo vệ bờ biển của Indonesia liên minh ra tay trừ khử Trung Quốc bắt giữ tàu chở dầu. Được biết, Trung Quốc liên tục ngang ngược trên Biển Đông để buộc các tập đoàn dầu khí nước ngoài nản chí không dám khai thác, bắt tay làm ăn với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á. Gần đây nhất, Bắc Kinh còn đem tàu hải cảnh đi gây hấn, quấy nhiễu, ngăn cản việc khai thác dầu khí của tập đoàn Gazprom Nga khi xâm nhập thẳng vào trận địa để gây áp lực. Tuy nhiên, hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã đánh cho Trung Quốc một trận tơi bởi khói lửa. Thưa quý vị, lẽ phải luôn được pháp luật bảo vệ, vì thế 3 lần đi ăn trộm trên Biển Đông, phiến quân của Trung Quốc đều bị các nước ra tay xua đuổi và bắt giữ được. Rạng sáng ngày hôm qua, Mỹ là một quốc gia đi đầu trong cuộc phòng chống những âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngoài ra, Hải quân của Hoa Kỳ cũng đã bắt giữ tàu chở dầu cùng thủy thủ đoàn của Bắc Kinh để răn đe phía Trung Quốc. Tuy vậy, phía Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả những cảnh báo của cộng đồng quốc tế để thách thức thế giới. Trong khi đó, thế giới thì đang muốn yên bình, còn Trung Quốc thì không muốn điều đó. Thưa quý vị, theo hãng CNN của Mỹ cho biết, một thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết, đại diện là ông Lloyd Austin, cánh tay phải của Tổng thống Joe Biden đã trực tiếp lên tiếng tại Nhà Trắng khi mà chỉ trích phía Trung Quốc một cách đầy gay gắt. Ông nói rằng Trung Quốc dám ra tay lấy trộm những thùng dầu lớn của Hoa Kỳ, đồng thời còn tỏ ra thách thức Mỹ. Điều này đã làm cho chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden vô cùng tức giận. Ông Joe Biden cho rằng hải quân của phía Trung Quốc phải bị trừng trị tận gốc để bảo vệ cho tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ ở ngoài khơi Biển Đông. Hãng CNN còn trích dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ là ông Lloyd Austin nhấn mạnh rằng Trung Quốc là mối nguy hiểm cho khu vực cũng như trên toàn thế giới, đề nghị các nước phải hết sức cảnh giác với cả phía Trung Quốc, đồng thời sẵn sàng cho hải quân, quân đội trực chiến 24/24 giờ ở vùng biển của nước mình. Nếu phát hiện ra những sai trái, những điều vô lý của phía Trung Quốc thì phải lên án một cách mạnh mẽ, đồng thời sẵn sàng chiến đấu một cách cứng rắn nhất, nếu không Trung Quốc sẽ được đặt chân lên đằng đầu. Khi đó, nguy hiểm sẽ là khôn lường và an ninh trong khu vực sẽ bị đe dọa bởi phía Bắc Kinh. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết để trừ khử Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình và trừng trị Bắc Kinh. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới vào ngày hôm qua. Hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết dịch bệnh COVID vẫn còn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trên toàn cầu. Thì phía Trung Quốc lại gây ra một mối an nguy cho Hồng Kông. Đó là ra một cái luật an ninh làm cho người dân của Hồng Kông vô cùng bức xúc. Cách đây khoảng một tuần, đích thân người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã đưa ra một luật được cho là luật an ninh cho người Hồng Kông. Chính vì điều này đã làm cho người dân cũng như cộng đồng những người đang sinh sống ở Hồng Kông vô cùng tức giận. Hãng Reuters cho biết hôm thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua đã có hàng ngàn người dân của Hồng Kông đã tràn xuống đường biểu tình phản đối sự luật an ninh mới của phía Trung Quốc. Những người biểu tình cáo buộc đây là một trong những đạo luật bóp nghẹt quyền tự do của người dân ở đặc khu hành chính này. Tờ báo của Hồng Kông nhắc lại dự luật được đưa ra trong phiên họp Quốc hội thường niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra các biện pháp nhằm trừng phạt các hành động như phản bội, ly khai, phản loạn và lật đổ chế độ. Và sau khi chính phủ của Trung Quốc ban hành đạo luật an ninh mới áp dụng cho người Hồng Kông, thì hàng ngàn người dân của Hồng Kông đã tràn xuống đường biểu tình. Giống như giai đoạn 2019, hàng ngàn người dân cứ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần họ lại tràn xuống đường, tràn xuống những ga điện ngầm, tàu sân bay, bến cảng để phản đối đạo luật chống bạo động ở Hồng Kông. Theo một tổ chức nghiên cứu về Trung Quốc cho biết, khi mà dịch bệnh COVID-19 được khống chế thành phố Vũ Hán, chính phủ của ông Tập Cận Bình đẩy mạnh dùng vũ lực uy hiếp Biển Đông.
uy hiếp eo biển Đài Loan, uy hiếp vùng biển Hoa Đông và Hồng Kông. Điều này đã dẫn tới những cuộc đụng độ, những mối thù sâu sắc đối với cả Trung Quốc. Hiện nay, tình hình nội bộ ở Hồng Kông hết sức cam go, khi những người biểu tình đang tụ tập rất đông ở ngoài quảng trường, trung tâm cũng như các sân bay, bến cảng, làm cho dịch bệnh COVID-19 chưa chấm dứt, thì nay lại đến vấn đề biểu tình lớn ở Hồng Kông, làm cho an ninh khu vực liên tục bị đe dọa. Nguyên nhân không ai khác đó chính là Trung Quốc gây ra. Năm ngoái chúng ta còn nhớ việc biểu tình ở Hồng Kông diễn ra hết sức phức tạp khi các sân bay bến cảng liên tục bị các cảnh sát cũng như người dân bắn đạn và hơi cay đốt cháy. Từ tháng 6 đến tháng 10 năm ngoái, Hồng Kông rơi vào một tình cảnh hết sức đau thương. Khi không ai dám đến Hồng Kông bằng con đường hàng không cũng như tàu điện ngầm, hàng ngàn các quán xá du lịch, khách sạn bị đóng cửa, nền kinh tế của Hồng Kông lớn nhất ở châu Á và lớn thứ hai trên thế giới cũng bị tê liệt bởi nạn biểu tình. Chính vì điều này, năm nay nó lại đang xảy ra và Mỹ đang rất quan ngại. Thưa quý vị, tờ báo New Daily của Ấn Độ cho biết tình hình biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang căng như dây đàn khi những binh lính của Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình, chỉ đạo rằng Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu với quân đội của Ấn Độ nếu như xảy ra đụng độ căng thẳng. Hiện phía Trung Quốc đang xây dựng lô cốt hay đường hầm và đào xung quanh biên giới của Ấn Độ. New Daily cực liệt lên án những hành động ngang tàng của phía Trung Quốc. Chính phủ của Ấn Độ nói rằng Trung Quốc đang tỏ ra rất hung hãn và yêu cầu Mỹ hỗ trợ Ấn Độ để trừng trị Bắc Kinh. Hãng BBC News, một hãng tin nổi tiếng trên thế giới, điểm quanh một vài thông tin cho biết tất cả các nguyên nhân như dịch Covid, tình hình Biển Đông, tình hình ở eo biển Đài Loan, tình hình ở biển Hoa Đông, biển Hoàng Hải hay biên giới Trung Triều, biên giới Ấn Độ, biên giới Pakistan, biên giới giữa Trung Quốc và Nga liên tục xảy ra các cuộc đụng độ căng thẳng đều là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Đại chiến Mỹ-Trung là thảm họa khủng khiếp nhất toàn cầu. Thưa quý vị, theo hãng Reuters, một cuộc xung đột toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là một thảm họa khủng khiếp nhất của nhân loại, thậm chí ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không sử dụng đến. Trong những ngày gần đây, căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng một dâng cao khi mà Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ Biển Đông. Bộ Quốc phòng của Mỹ tuyên bố sắp tới Mỹ sẽ can thiệp sâu rộng vào vấn đề Biển Đông và bảo vệ tuyệt đối an toàn Biển Đông cũng như là biển Hoa Đông. Phía Mỹ nói thẳng sẽ bảo vệ ba hòn đảo. Một là đảo Senkaku, hai là bãi Tư Chính, ba là đảo Hoàng Sa, Trường Sa ra khỏi tay của Trung Quốc. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình tuyên bố như sau. Biển Đông, đảo Senkaku, bãi Tư Chính, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một phần chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc. Đồng thời, người đại diện Bộ Ngoại giao của Trung Quốc còn nhấn mạnh sẵn sàng thực hiện một cuộc chiến tranh với cả Mỹ nếu như Washington tuyên bố chiến tranh. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, báo động về tình hình an ninh khu vực lại càng lên cao khi mà cố vấn chính trị hàng đầu của Tổng thống Mỹ ông Joe Biden từng chia sẻ rằng ông tin chỉ vài tháng nữa hoặc một vài năm nữa là sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông, trong khi khả năng về một cuộc chiến tranh vẫn còn khá xa vời. Nhiều chuyên gia nói với cả hãng Reuters rằng họ tin cuộc chiến xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ rất thảm khốc, đưa cả thế giới vào tình trạng báo động và hỗn loạn, và có khả năng sẽ kết thúc cuộc sống mà chúng ta biết trên trái đất này. Theo các chuyên gia, Mỹ sẽ chiến thắng Trung Quốc một cách dễ dàng nếu chỉ là một cuộc giao chiến thông thường. Khi đó, cuộc chiến sẽ giống như việc Trung Quốc đưa một đội nông dân ra để chống với cả một gã khổng lồ, và đoàn quân của Trung Quốc sẽ bị thất bại thảm hại trước gã khổng lồ của Mỹ. Thế nhưng ngay cả một cuộc chiến thông thường cũng sẽ là một thảm họa chiến lược toàn cầu. Nó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng trên thế giới và một khoảng trống quyền lực sau sự thất bại của Trung Quốc. Đó là điều mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ thấy chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Chris Chan, giáo sư chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Wake, nói về viễn cảnh của một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. Tôi thật sự nghĩ rằng đó là dấu chấm hết của sự sống trên trái đất từ một mức độ rủi ro chiến lược toàn cầu. Tôi muốn nói rằng một cuộc chiến giữa Mỹ và bất kỳ cường quốc lớn nào là điều cuối cùng mà chúng ta muốn thấy, vì nó có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân. Khả năng hai bên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân là quá cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho biết thêm là từ những năm 1970, các nhà chính sách học tại Washington đã xác định hình thức vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong quan hệ với cả Trung Quốc, Mỹ sẽ mất hàng ngàn quân, nhưng Trung Quốc sẽ bị đè bẹp hoàn toàn nếu thực sự có một cuộc chiến chống Mỹ. Theo các chuyên gia cho biết, lý do chính của chiến thắng này là vì quân đội của Mỹ có lợi thế vượt bậc trong chiến tranh toàn diện do vượt trội về mặt khoa học công nghệ, và bốn nhánh quân sự của Mỹ cũng sẽ hiệp đồng tác chiến cực kỳ ăn ý với nhau, và các chuyên gia tin rằng Mỹ sẽ thổi bay Trung Quốc một cách dễ dàng. Ngược lại, quân đội của Trung Quốc ít có kinh nghiệm chiến đấu cũng như không có hoạt động phối hợp ăn ý giữa các lực lượng như Mỹ.
có một sự khác biệt rất lớn giữa những người từng tham chiến và những người không tham gia chiến tranh bao giờ. Vì thế, Trung Quốc sẽ thất bại thảm hại trước quân đội của Mỹ ở ngoài Biển Đông. Theo các chuyên gia cho biết, một khi xảy ra chiến tranh với cả Mỹ, các cơ sở quân sự mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép trên Biển Đông khó giữ vững được đường dây liên lạc cũng như cung cấp nhiên liệu đạn dược ra các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đang muốn tăng cường sức mạnh quân sự ở ngoài Biển Đông thông qua việc mở rộng xây dựng cơ sở hạ tầng cho các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng phi pháp của Việt Nam ở ngoài Biển Đông. Bắc Kinh xem đây là một lợi thế chiến lược của quân sự quan trọng này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, trên thực tế, các giá trị quân sự nổi này không có tác dụng quá nhiều như phía Bắc Kinh vẫn từng kỳ vọng và nó sẽ lộ ra rất nhiều điểm yếu. Ví dụ như trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản như Trung Quốc bây giờ cũng nhận ra việc kiểm soát các chuỗi đảo nhân tạo ở Thái Bình Dương mang lại ý nghĩa chiến lược ít nhiều. Tuy nhiên, đến cuối cùng, chính những hòn đảo này đã trở thành gánh nặng cho Nhật Bản khi Mỹ và các đồng minh tập trung lực lượng đánh chiếm từng đảo một, buộc Nhật Bản phải từ bỏ. Theo các nhà chuyên môn, có kinh nghiệm từng châm biếm rằng chỉ những kẻ ngu ngốc mới mang một con tàu đi chiến đấu với cả một pháo đài. Nhưng trong thời đại hiện nay, mọi việc đã khác, con tàu vẫn có thể chiếm lợi thế hơn là pháo đài với sự hỗ trợ của công nghệ quân sự tinh vi. Trong trường hợp của Trung Quốc, dù không ngừng mở rộng xây dựng thêm cơ sở hạ tầng cho các đảo mà họ đang chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông, nhưng sự thật là các điểm yếu của những cơ sở này vẫn cứ tồn tại và không dễ dàng khắc phục trong một sớm một chiều. Chắc chắn Trung Quốc cũng sẽ nhận ra điều này bởi vì nước biển rồi thời tiết khí hậu sẽ không đáp ứng được như trong đất liền. Vì thế khi xảy ra cuộc chiến tranh với cả Mỹ thì tất nhiên phía Mỹ sẽ có lợi thế hơn rất nhiều bởi vì các tàu khu trục và tàu sân bay của Mỹ sẽ rất cơ động hơn là các đảo nhân tạo đứng tại chỗ của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Trên thực tế, khi sở hữu những căn cứ quân sự trên Biển Đông, Trung Quốc có thể khiến hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ gặp khó khăn. Nhưng nếu xảy ra xung đột, xảy ra chiến tranh thì sẽ không quá khó để không quân hải quân của Mỹ giải quyết những cơ sở này một cách nhanh gọn. Theo một vị tướng trong quân đội của Mỹ tiết lộ rằng, phía Mỹ đã san bằng rất nhiều đảo nhân tạo trên Tây Thái Bình Dương. Vì thế, việc san bằng vài cái đảo nhỏ ở ngoài Biển Đông của Trung Quốc đối với cả phía Mỹ sẽ không có bất kỳ khó khăn nào với cả chúng tôi. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, Mỹ liên tục điều các tàu khu trục, tàu sân bay, lính thủy đánh bộ tiến sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông để dằn mặt Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc dừng ngay những hành động phi pháp và ngang ngược trên Biển Đông đi, đặc biệt cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi bãi tư chính của Việt Nam. Nếu không, phía Mỹ sẽ ra tay và hành động quyết liệt, đặc biệt là phía Mỹ sẽ san bằng tất cả những cái đảo nhân tạo của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Ngay lập tức, phía Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã lên án một cách kịch liệt và Bắc Kinh cho rằng những hành động của phía Mỹ vừa rồi là xâm phạm đến vùng lãnh hải của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và yêu cầu phía Mỹ dừng ngay những hành động gây hấn cũng như gây căng thẳng tại vùng lãnh hải của Trung Quốc. Được biết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng chúng tôi kiên quyết phản đối điều đó của Mỹ. Chúng tôi kêu gọi phía Hoa Kỳ tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của các quốc gia trong khu vực và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở ngoài Biển Đông. Và quân đội của Trung Quốc sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ và sứ mệnh của mình để bảo vệ vững chắc quyền chủ quyền, quyền tài phán cũng như an ninh của quốc gia. Trung Quốc và chúng tôi sẽ quyết đấu nếu như phía Hoa Kỳ còn lấn sân vào vùng lãnh hải của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Tóm lại, theo các chuyên gia nhận định rằng quân sự của Trung Quốc vẫn còn kém rất xa với quân sự của Mỹ. Nhìn chung, toàn bộ năng lực quân sự của những thực thể đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông bị phụ thuộc vào hoàn toàn công tác hậu cần từ đại lộ. Các căn cứ tưởng chừng như bất khả xâm phạm này lại rất dễ bị cô lập và đổ vỡ vì hầu hết đều không có kho dự trữ đủ lớn. Khi xung đột xảy ra, chiến tranh xảy ra, việc giữ đường dây liên lạc và cung cấp nhiên liệu đạn dược là rất khó khăn và rủi ro sẽ thách thức sự sống còn của Trung Quốc. Thưa quý vị, mới đây thì Trung Quốc phản ứng kịch bản Mỹ đánh chiếm tiền đồn trên đảo ở Biển Đông. Quân đội Mỹ đang diễn tập cho một vài trò nguy hiểm nhưng có thể mang tính quyết định trong trường hợp nổ ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Lính dù Mỹ đã diễn tập việc nhảy xuống chiếm các tiền đồn Trung Quốc trên các đảo nước này chiếm đóng trái phép ở Biển Đông. Việc chiếm giữ những tiền đồn này và những đường băng chiến lược trên đó có thể cho phép lực lượng Mỹ có thêm căn cứ mới để tấn công đáp trả Trung Quốc. Theo nhận định của cây bút David Arce trên trang Forbes,
quân đội Mỹ có lẽ có đủ máy bay chiến đấu để đánh bại Trung Quốc trong một cuộc chiến ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều họ thiếu là căn cứ tại đó. Vì thế, theo chuyên gia này, Mỹ có thể mượn các căn cứ từ Trung Quốc bằng cách thả lính dù hoặc cho đổ bộ lính đánh thủy, đánh bộ, chiếm đóng các tiền đồn của Trung Quốc. Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã cho xây dựng phi pháp các tàu sân bay cố định dưới dạng tiền đồn trên nhiều đảo ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Một vài trong số tiền đồn này có đường băng. Các căn cứ quân sự trên đảo này cộng với các sân bay dọc bờ biển Đông Nam Trung Quốc sẽ cho phép Bắc Kinh phân tán máy bay chiến đấu. Việc phân tán như thế giúp Bắc Kinh bảo vệ các máy bay khỏi cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay ném bom của Mỹ. Ngược lại, máy bay Mỹ tập trung tại một số ít căn cứ thường trực. Căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản là nơi tập trung chính sức mạnh không quân chiến thuật của Mỹ và đồng minh ở Tây Thái Bình Dương. Một khi có khủng hoảng xảy ra, căn cứ có thể chứa hàng trăm chiến đấu cơ và máy bay hỗ trợ. Bên cạnh đó, căn cứ không quân Anderson của Mỹ tại đảo Guam cách Biển Đông gần 2.800 km thường tập trung máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu và máy bay do thám. Trong trường hợp cần thêm căn cứ quân sự tại khu vực, một lựa chọn rủi ro nhưng hứa hẹn của Mỹ là chiếm một số tiền đồn trên đảo của Trung Quốc. Nếu thành công, máy bay chiến đấu của Mỹ có thể tiến vào trung tâm Biển Đông. Mỹ không phải là không tính đến phương án này. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, 350 lính dù thuộc Sư đoàn Bộ binh 25 của Lục quân Mỹ đến từ bang Alaska đã luyện tập đổ bộ đánh chiếm một sân bay mô phỏng trên đảo Guam. Dĩ nhiên là khó có chuyện Mỹ đơn phương và vô cớ tiến hành một cuộc tấn công như thế. Theo chuyên gia David Asi, chuyện này nếu xảy ra là vì Trung Quốc xâm phạm quá mức lãnh thổ của các đồng minh Mỹ hoặc leo thang củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp trên biển bằng cách tấn công lực lượng nước ngoài tuần tra các vùng biển quốc tế. Không gì lạ khi Trung Quốc phản ứng mạnh trước giả thuyết binh sĩ Mỹ có thể đánh chiếm các tiền đồn trên đảo nói trên. Trong bài viết trên trang Global Times hôm 11 tháng 8, tác giả Su Halin cho rằng ý tưởng này chỉ là phỏng đoán của giới truyền thông. Người này còn cảnh báo bất kỳ một cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào một tiền đồn Trung Quốc sẽ dẫn đến cuộc phản công toàn lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và chắc chắn phải trả giá đắt.